Ngọc Diệp dành dành cho bé Kim Chi. Ngọc Diệp dành dành thì mời cháu bé Thách Nhi dành nghĩ ngự đồng. Rượu tâm
đông mê tà tây hữu áo đen tràng yểu điệu thước tha gót tiền quầy lặng thái cha hôm nay đi về ngày hội vui.
Vào trong lam định chảy dưa, thần thông biến hóa chầu lấy dừa trong lam, chầu ra về bố hạ chảy cam phượng hoa khai.
hai mươi chấm vắt nghe vừng chán xinh vẻ mặt chúa càng xinh môi son lờ đỏ hoa cười trường.
công múa quạt bên đầu. Trên mặt nước lạ lùng, rõ ràng ông ba thoải ngài chân dung đi khác thường. Phụng thờ chân kinh đôi chữ làm ngôi, cây si bóng mát kề bên, bạn tiên dìu dặt rước ông bơ xuống nghi thuyền, xuống thuyền treo bơi lên tiếng du khoan du phách là phách nhất họ khoan du phách nhất đông bơ khoan khoan du phách nhị giận dịp khoan khoan du phách ba cầm trèo khoan khoan họ ông đầy mũi thuyền ra khoan khoan du treo mờ lái ra khoan du thuyền đông bơ rước mẫu đi tuần hành khoan khoan, khoan du lòng lòng xa ngư miết khoan khoan, khoan du cá kình theo gió khoan khoan du tam giang tứ hà khoan khoan ho tứ hải cửu châu ho khoan du về đến đền đây là bến đông bơ ơi. Động đình hồ nước bạc lòng nghi long lanh nghi xôn sang sóng vỗ bên nghi gành bên gành trăng trăng soi hộ quân quân tiên chuốc chén rượu đào chuốc chén rượu đào lực nhất tuần tuần sơ dâng lên bệ ngọc để các cô dâng mời là mời rước ông hoàng sơ
xây con giúp quan ôi quýnh nhà tiên rót na chăn rượu đào nâng nhị tuần ngã nâng lên điện ngọc các cô dâng cao là mời dứt ông hoàng vư sơi a sử dứt quang nhị á tam bôi nhất nhất tuần tuần sơ nhị tuần ngã hoàng đã hiến cạn rồi lưng tam tuần chúng dâng lên kính mẫu đề các cô dâng mời là mời rước quan hoàng bư sơi á sơi còn rước quan hoàng lâu lách sạt sao nghe gió hưu hưu thôi nửa một khoang đầy ông bơ hoàng ngày sưởi ấm hồn ông bơ ngồi tựa bên màn y đỏ bút tiên nghiên ngọc ông họa vần thơ lai lãng nhớ ông bơ hoàng ngài vốn tình thông minh ông độ cho ghế họ Lê cùng ghế họ Tôn được khang linh cửa nhà ông bơ độ cho ghế họ Lê ông hầu xong vấn này thì lộc lại nhiều hơn xưa mà lộc gần ông đưa tới lộc xa ông tiếp mi về lòng lánh bên giang ấy chiếc thuyền an lòng lánh bên giang thuyền thoi các cô thủy thủ giấc ông bơ về tòa lạnh đi ra Solon thấy ra bảo hà nhắn ai lên trái hút bảo hà dương núi ngọc nghề a ơi a quanh quanh đôi chim hót trước sân đèn chúc chúng mọc mọc mà hiên ngang sáng trăng thành trăng thanh ngoạn cảnh vườn na đào trăng thanh ngoạn cảnh vườn ni đào nhìn đến ni lại thấy bà
tích nghe ý nghe chân nhang phục thờ chân kinh đôi chữ Nam Mô. Chén xích ly các cô pha ý trà, pha trà liền tiêu tấm rìu dập chén mời tay các bạn tiến rìu dập chén mời cô lưng bình ngọc có các bạn nhang dâng chén ly trà. Cầm kỳ thi
hương thơm khói tỏa ngút trời mây. Quan hoàng bảy người là con vua, thượng đế đức vua cha, hoàng giáng tại sơn lâm chấn bảo. Là người có tâm, là người có đức.
sức bức manh. Đưa đường hoàng tử lỗi trình, lộ trình tới đây bắt tề tay tiên chuốc chén rượu đào. Chuốc chén rượu đào lưng nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc để các cô dâng mời, là mời là mời rước quan hoàng người rơi. À rơi còn rước quan hoàng người rơi. Hồi quỳnh nhà tiên xót chén rượu đào, nâng nhị tuần ná lưng lên tiền ngọc ca o dâng vào, là mời rước quan hoàng người rơi. Ta rơi rước quan hoàng người rơi. Nhị á tam bôi nhất tuần sơ, tuần á hoàng đã hiến thạn rồi. Lưng tam tuần chúng dâng lên bệ ngọc để các cô dâng mời, là mời là mời rước quan hoàng người xưa. Tiệc vui nay họ Lê con lại đón đông người về, mà con đón hoàng về chứng đền chứng để hoàng chứng tâm cho họ tôn họ Lê con lòng thành. Mà ông độ cho ghế ông đắc lọc lòng mà sai trong xa chung được thịnh vượng, mà lọc lọc tài đề đá bởi thương đông lên quan hoàng phải về đây. Trong đền bát ngát thương bay, ngoài trời gió thổi mà nước mây bành trên công đồng bóng quan hoàng thập tòa hào quang rạng khắp muôn nơi. Đẹp sao đẹp quá đi thôi, gặp bóng quan hoàng giá ngự một vẫn vương
sơ loan thành gió hồi cùng. Cô nhất sáng lên chơi lúc thanh nhàn nề, cô nhất cô sơ loan thành gió hồi cùng. Đền bóng nay là cảnh thiên thai, tấu cô đôi thượng đại tài hái hoa. Đôi hay mang chúc khi mang vàng, ý, 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 ý.
người làm tiên nữ đi hai hoa ngàn xa, đường ngàn hoa quấn con chim rừng hát xíu xa. Nay cô về với suối hát vàng, cây trà lắng gió reo đình tàng. Chân cô bước bước quan thái nhẹ nhàng, mắt long lanh môi như hoa già trắng như ngọc ngà. Suối tóc tiên hương tự bay loạn ra cô về đây.
khăn chít đi cổ âu ê, tóc nghi mây huê thai. Cô bước khoan thai lên chầu Đức Mẫu Thượng, có sớ trang giống đe lộp tấu tam tòa thì mẫu sai. Cô sáu lết na thì mẫu yêu, cô sáu nhất nay tòa.
rất sang nhiều, bóng lọc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng cô hương khói phục thờ, ba mươi mong một đời tư hôn rằng. Hải huy hát ngọc
Ngọc Nghi Châu trong giao đài tuổi chừng 18 đôi mươi. Mười một cô lang, mười hai, mười một cô lang. Múa quạt múa cờ, cô chín về đèn cô múa quạt múa cờ. Múa quạt cô chín hầu mẫu ý, múa cờ cô tiến đi mùa tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xếp ma bấy tầng cao thấp mà cây chen cây tràn ngập màu xanh. Cô bé càng nhìn đồi núi càng xinh nghe ý. Tối đi hài hòa cô dạo chơi khắp nơi.
trường hát xíu ra lấy cô về cái suối hát và cây che lắng gió reo tình ta chân cô bước bước quan phải nhẹ nhàng mắt long lanh ngồi như hoa già chẳng như ngọc ngà suối tóc tiên hương được bay hoạt ra cô về đây vài cô lặng thinh
ý. Yeah.
xinh để cho cô đôi mặc nền thay là ta xe loan thành gia